xin chào anh em. Khi mình post cái video về cháu mang bầu thì có một số anh em thì có nhắn tin hỏi mình rằng là thế thì cái chế độ dinh dưỡng chăm sóc cho cháu mang bầu thì như thế nào? Thì cũng xin chia sẻ với anh em như này này. Đây thì nó là cái kinh nghiệm của mình thôi nhá. Mình áp dụng với các dòng chó của mình đang nuôi. Thì những cái dòng chó mình đang nuôi thì bao gồm là gì, là những cái dòng chó mà mình đã nuôi qua thì bao gồm là gì, là Pet Dê này, Rottweiler, Mông Cọc, Trung Quốc và Mali. Đại để là vừa có chó nghiệp vụ và cũng vừa chó bản địa thôi. Còn chó nhỏ, chó cảnh thì mình cũng chưa nuôi sinh sản bao giờ. Những dòng chó khác mình chưa nuôi bao giờ, nhưng mà với những cái dòng chó như này thì mình thường áp dụng như này này. Mình chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu mà khi mới đi phối về thì mình gọi là giai đoạn đầu kỳ. Giai đoạn đầu kỳ thì xin thưa với anh em là mình nuôi nó bình thường. Tức là hàng ngày mình cho nó ăn cái gì thì lúc khi đi phối về mình cũng cho ăn như vậy thôi. Tức là nếu như trong giai đoạn đầu kỳ là giai đoạn là từ ngày phối về mà cho đến khi nó được khoảng độ dưới 1 tháng, ví dụ như tầm khoảng 28 đến 30 ngày. 28 29 ngày gì đấy. Thì trong cái giai đoạn này thì thực ra thì cũng chưa xác định được là con chó có mang thai hay không. Mọi biểu hiện nó chỉ là dấu hiệu thôi. Thế nên là giai đoạn này là mình cho ăn bình thường. Và một điều các anh em lưu ý nữa là chó nó mang thai nó chỉ có 60 ngày. Cũng chính vì là mang thai chỉ có 60 ngày ấy thì thực ra mà nói thì là nó phát triển rất là nhanh. Thế nên giai đoạn đầu thì nó chưa thấy gì thì mình cũng chưa cần phải chăm sóc gì nhiều. Chỉ lưu ý rằng là những cái chế độ vận động rồi những chế độ ấy cho nó làm sao nó giữ cho nó đúng tính chất con chó mang thai thôi, chứ còn gì. Về ăn uống thì giai đoạn đầu là giai đoạn đầu kỳ này thì ăn uống bình thường. Đến giai đoạn thứ hai mình gọi là giai đoạn giữa kỳ, thì là đó là khi con chó nó tầm khoảng từ 30 đến 40 ngày. Đó, thì giai đoạn này thì bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến, thì lúc đó là mình phải theo dõi, mình xem là con chó nó phát triển cái vấn đề cái thai như thế nào. Giai đoạn giữa kỳ tức là với mình thì mình chia ra đó là cái giai đoạn mà từ khi nó từ 30 đến 45 ngày. Ở giai đoạn này thì bắt đầu con chó nó mới có dấu hiệu của mang thai, là mình nhận biết nó rõ rệt nhất. Thì thường trong giai đoạn này thì là con chó nó bắt đầu nó nổi, nó biểu hiện ấy, thì bắt đầu là mình mới chú trọng nhiều vào vấn đề về chăm sóc, về dinh dưỡng. Thì nếu như đã phát hiện mà tìm căn cứ vào các cái biểu hiện để xác định được là con chó nó có mang bầu hay không ấy, thì đến lúc này bắt đầu mình sẽ tăng dần cái hàm lượng chất đạm lên. Hàm lượng tinh bột thì mình không tinh bột ở đây là ví dụ như cơm, ngô, khoai, sắn, đại để là những cái đồ mà ăn tinh bột cho ăn vừa phải thôi. Bởi vì là nếu như ăn nhiều tinh bột thì chó rất là nhanh béo. Những chất nhiều bột, nhiều đường con chó rất là nhanh béo. Giờ chó thì chủ yếu là rất tinh bột thôi. Thế nhưng có cái điều là cũng hạn chế cái việc là ăn tinh bột nhiều. Vì ăn tinh bột nhiều là nó béo, vì cũng chính vì vậy nên là mình tăng cái khẩu phần cái lượng đạm lên. Thế nhưng các bạn phải nhớ một điều này này. Khi tăng khẩu phần cái lượng đạm lên ấy thì phải quan sát vấn đề về tiêu hóa. Như mình thì mình sẽ tính ra cái hàm lượng, ví dụ như là áng áng cái hàm lượng chất đạm chẳng hạn. Ví dụ như là bình thường thì cho ăn khoảng độ 3 lạng thịt trong một ngày chẳng hạn, thì như bây giờ có thể tăng lên 4 lạng, 5 lạng. Thế thì các bạn phải hiểu rằng là nếu như cái số lượng hàm lượng đạm mà tăng ngao thì đương nhiên là con chó nó sẽ, mình phải biết cách chia ra thì nó mới tiêu hóa hết cái thức ăn đấy được. Ví dụ như là một, nó có nhiều cách, thì ví dụ như cách đầu tiên thì có thể là anh em ta hỗ trợ bằng cái việc là gì, bổ sung thêm một số các cái men tiêu hóa cho nó để giúp nó tiêu hóa được tốt hơn. Cái hai nữa là sử dụng một số các thực phẩm chức năng để giúp cho nó cún ăn khỏe hơn. Và cái thứ ba nữa là gì, mình chia ra thành nhiều bữa trong ngày. Thì thường những giai đoạn này thì chỉ chia ra làm khoảng 3 hoặc 4 bữa thôi, chứ cũng không chia ra nhiều. Nhưng mà thường ví dụ như sáng dậy này, các bạn cho nó một quả trứng vịt lộn chẳng hạn. Thì các bạn phải nhớ rằng là vấn đề ở đây là mình luôn thực hiện cái phương châm 3D, tức là gì, đúng, đều, đủ. Ví dụ như là một ngày một quả trứng vịt lộn chẳng hạn, thì một ngày chỉ đúng một quả thôi. Đó, chứ thì nhiều bạn thì ví dụ như bạn cho nó ăn trứng vịt lộn mà thấy nó ăn tốt quá, cho 2-3 quả liền, 2-3 quả. Vấn đề ở đây không phải là tốn kém, mà vấn đề ở đây đó là gì, bạn phải tính được cái lượng đạm đấy nó có tiêu hóa hết ở trong một ngày hay không. Trứng vịt lộn thì như mình, với kể cả trừ trường hợp Pet Dê hay là Rottweiler, những dòng chó lớn thì ăn 2-3 quả. Chứ còn đối với dòng chó bình thường là chỉ ăn một ngày một quả thôi. Bởi vì sao, là nếu nó ăn nó cái món mà nó thích ăn mà nó được ăn ít, ngày mai nó sẽ ăn tiếp. Những món nó thích ăn ấy mà bạn cho nó ăn nhiều
thì ngày mai nó chán thì nó sẽ không ăn nữa. Thế nên là như với mình ấy, thì mình chỉ cho ăn một quả, ví dụ như thường mình chỉ ăn quả một thôi. Cái thứ hai đó là gì, là như nhà mình nuôi ấy, thì mình hay sử dụng đó là gì, thịt sống. Ăn tại sao lại dùng thịt sống? Bởi vì thực ra mình qua những quá trình mình nuôi, mình rút ra một cái kinh nghiệm này, là con chó ăn thịt sống thì nó phát triển về cơ bắp, phát triển về cái người nó rất là chắc chắn, chứ nó không tạo mỡ nhiều. Hai nữa là gì, ăn thịt sống thì tiêu hóa rất là kiệt, tức là gì, nó vắt kiệt cái thức ăn đó. Nếu như anh em nào hay nuôi bằng thịt sống thì phát hiện mới để ý thấy một điều rằng là cái phân nó ra rất là ít. Còn nếu như cho ăn thịt chín thì nó có một cái chín, thì mình khuyên các bạn là nên chỉ đun chín tới thôi, không nên hầm kỹ quá. Hầm kỹ quá thì nó ra mỡ, mà nó ra mỡ thì thực ra là nó bám vào cái thành ruột ấy, thì nó cái tiêu hóa con chó nó sẽ không ổn định hơn bằng cái việc bạn đun chín tới. Cái thứ hai đó là cái dưỡng chất bạn đun chín tới thì nó sẽ hấp thụ tốt hơn là cái việc bạn linh nhừ ra. Thì bạn linh nhừ ra thì nó sẽ bay hơi, nó sẽ bị tác dụng của nhiệt, nó sẽ bị phân hủy mất một số. Thế nên là thường thường là mình sử dụng là đa phần là mình ăn thêm là thịt trống. Nhưng mà một lưu ý thế này này, như mình nuôi á thì nếu như đã ăn trứng thì gần như là chỉ ăn kèm nhiều cùng lắm là thêm hạt thôi. Còn gần như là mình mới, hoặc là nếu trứng vịt lộn thì ăn kèm với cơm, hoặc là thậm chí là ăn trứng vịt lộn không. Khi ăn thịt sống cũng vậy, mình đã cho ăn thịt sống thì mình không cho ăn cái gì khác. Bởi vì nếu cho ăn thịt sống mà bạn ăn kèm với đồ chín thì dễ bị rối loạn tiêu hóa. Thế nên là nếu cho ăn thịt sống rồi thì cái thật bạn có thời gian nghỉ để cho nó tiêu hóa cái thức ăn đó. Thế nên là thường thường một ngày là nếu như giai đoạn giữa thì nhà mình cứ chia ra khoảng độ thành thường thường như nhà mình thì mình chia 3 bữa thôi. Ví dụ như sáng dậy đập cho quả trứng vịt lộn, hay là đập cho quả trứng thường kìa, đập cho ăn sống luôn, có con nào ăn sống thì cho ăn sống, con nào nó không thích ăn sống thì cho ăn chín, nhưng mà đa phần trứng vịt lộn thì cho ăn chín, còn trứng thường thì cho ăn sống. Nhưng mà một cái vẫn lưu ý cho các bạn đó này, một số con ví dụ như nó không thích chẳng hạn, nó bạn phải tập cho nó, có những con bạn để nguyên quả trứng thì nó ăn, có những con bạn phải ngoáy ra nó mới ăn. Thế có những con mới đầu nó chưa quen thì bạn lấy cái tay ngoáy quả trứng xong mà quẹt vào mép nó, thế nó ngửi nó thấy tanh tanh, cái nó lại lại miệng nó ăn. Thế còn nó thật sự nhé, còn một số trường hợp nữa là gì, là kể cả đối với chó tập luyện đi thị thì là bọn mình áp dụng là gì, mà kể cả mèo ăn là tao đổ thì với những con chó này đổ rất là đơn giản. Nếu như mà bạn cầm sẵn quả trứng này, bạn bóp cái miệng, bạn há nó ra phát, bạn đập quả trứng, bạn thả cái top phát cái là nó chui tọt xuống họng. Đấy, cái động tác này rất là nhanh gọn, đập bục quả trứng phát tót phát xuống họng phát, nó luốt phát là xong. Thế là xong quả trứng, rất là đơn giản. Thì thực ra thì ăn trứng sống cực tốt, kể cả với chó bình thường. Thứ nhất là nếu như với chó đực thì nó sẽ rất khỏe, phối rất là sung. Còn đối với lại chó mang thai thì rất là tốt. Và đặc biệt là nếu chó đi thi mình hay sử dụng nhất. Vì sao? Là ăn trứng sống thì nó rất bóng lông, lông cũng rất là bóng và đẹp. Thì cái này là mình hay lưu ý. Đó là cái giai đoạn giữa kỳ. Thì mình còn bữa chiều thì cơm cổ gà xay, hoặc là để là cơm những đồ ăn bình thường, hoặc là có những con không muốn ăn cơm thì cho ăn hạt, thì cái ăn cám dành cho chó đấy, thì để mình thường sử dụng là như vậy. Đấy, còn giai đoạn cuối kỳ thì các bạn phải hiểu này, giai đoạn này là khi bụng con chó nó bắt đầu to lên. Khi bụng nó to lên rồi thì là nó sẽ chèn, nó chèn thì khiến con chó nó sẽ không ăn được nhiều. Vì chính vì nó không ăn được nhiều vậy thì dẫn đến cái việc là gì, nó không ăn được nhiều thì dẫn đến cái việc là vì nó ăn nhiều nó tức bụng, nó rất khó chịu, nó không muốn ăn nhiều, thì mình phải chia ra. Ví dụ như là như mình thì lúc đó mình sẽ chia ra thành 4 bữa, một bữa đó là ăn vào đêm, tức là mình một ngày nếu mà tầm giai đoạn cuối là mình sẽ cho ăn 4 bữa, 3 bữa kia thì cũng đại để là nếu như nó chán thì mình đổi thứ khác. Nhưng mà thường thường là trứng buổi sáng là gần như không thay đổi cho đến cách ngày đẻ, khoảng tầm cho đến khoảng ngày thứ 55 đến 56 ngày nó bắt đầu mình cho nghỉ trứng trống. Vì sao? Là gần như những ngày này là mình giữ cho nó, cố gắng không để nó bị rối loạn tiêu hóa. Nhưng có một số con mà nó ăn tốt thì mình vẫn cho ăn, nhưng mà đa phần là lên cái giai đoạn cái tầm đó là mình nghỉ trứng. Cái thứ hai là mình chỉ cho ăn trứng vịt lộn luộc thôi. Cái thứ hai nữa là nếu có giai đoạn cuối ấy, thì khi mà bào thai hình thành ấy, để là có mấy cái vấn đề như này này. Một là vấn đề để nó tránh bị tụt cái canxi đường huyết ấy. Mình thường bổ sung thêm canxi. Canxi thì giúp cho con, bởi vì sao, là khi con mẹ nó mang thai á, nó phải lấy cái dinh dưỡng ra để nó nuôi con. Như thế thì cái hàm lượng dinh dưỡng nó rút sang con rất là nhiều. Thế nên cũng chính vì cái như vậy ấy, thì mình phải bổ sung nhiều. Mà hai nữa đặc biệt là nó
hình thành lúc này là con chó con hình thành cấu tạo trên bộ khung xương rồi, thì nó rất cần nhiều cái hàm lượng canxi. Nhưng mà các bạn lưu ý các bạn như này này, mình thì đây là cái sản phẩm mà mình hay sử dụng. Mỗi người thì có sử dụng các cái sản phẩm khác nhau, nhưng mình chỉ lưu ý các bạn thế này này, các bạn phải sử dụng cái loại canxi dành riêng cho chó, bởi vì nó như thế nó mới hấp thụ được tốt. Bởi vì sao, là bạn hiểu thế này, chó nếu anh em mình đều hiểu là chó nó không có ruột già đúng không, hệ thống tiêu hóa của nó khác, thế nên cái hấp thụ nó cũng khác chứ, nó không phải như một số cái giống chó khác. Thế nên là làm sao cho mình sử dụng cái canxi nó phải hấp thụ được và nó không bị tích tụ lại ở trong cơ thể nó. Ví dụ như nó ăn có thừa chẳng hạn thì nó phải đẩy được ra ngoài, thì thường là mình hay sử dụng cái loại này. Thế còn thì ngoài ra trong cái giai đoạn này thì mình sử dụng thêm cả cái giai đoạn cuối này, thì mình sử dụng thêm cả cái viên sắt. Lưu ý với các bạn như này này, tại sao lại phải sử dụng thêm canxi? Ngoài vấn đề là con chó nó đang cần nhiều cái dưỡng chất để nó nuôi con rồi, thì nó còn một cái vấn đề nữa, đó là gì, là khi mà nếu như các bạn không làm tốt cái điều này nhá, khi mà con chó nó đẻ ra đấy, thì khi con chó nó mới đẻ, nó mới sinh ấy, thì cái con nó bú nó hút cái hàm lượng sữa nó tụt, cái dinh dưỡng nó tụt xuống đột ngột ấy, thì mà nó thiếu cái hàm lượng canxi trong máu thì nó rất dễ bị gọi, nó gọi là cái chứng bệnh, đó là gì, đây nó không biết là có phải chứng bệnh hay không, nhưng mình đã từng bị như này này, đó là gì, tụt canxi đường huyết. Mà tụt canxi đường huyết thì con chó nó liệt luôn. Không biết là bạn nào đã gặp cái trường hợp này chưa, nhưng mà nếu như lúc đó con chó con nó bú vào nhiều cái là con chó mẹ không đứng lên được nữa, làm liệt luôn. Mình đã từng bị như này, chia sẻ với anh em như này này, lần đầu tiên mình bị như vậy thì mình không biết nó bị làm sao cả, mình chỉ biết là con chó nó đẻ xong nó liệt, thế rồi gọi ông bác sĩ. Nhưng bác sĩ ông đến thì ông ấy tiêm cho một mũi thì mình không biết nó là cái thuốc gì, thế ông ấy tiêm cho nó phát xong cái là con chó mẹ nó một tí cái nó đứng lên nó đi lại ngay. Mình phục ông quá, mình nghĩ mình là ông này đúng bác sĩ thần thánh, nhưng mà thực ra sau này tìm hiểu thì chả thần thánh gì cả, vì nó tụt cái canxi đường huyết thì nó dẫn đến con chó nó bị như vậy thôi. Còn đến lúc có truyền cho tí canxi vào cái thì con chó mẹ nó khỏe ngay, vì sao, nó đủ cái hàm lượng canxi trong máu cái là nó lại bình thường. Thế nên là đấy là một cái bài học mà mình sau này mình rút ra, thì cũng lưu ý cho anh em là gì, là lên giai đoạn cuối lên bổ sung, nhưng mà ta lên bổ sung cái loại canxi nào thì đây là cái loại mà mình hay thường sử dụng. Còn có thể rất nhiều loại, mình không phải quảng cáo cho bán hàng, mình nói luôn là mình không bán hàng, nhưng mà chỉ nói với anh em này, cái này thì bán rất nhiều ở các pet shop, các bạn có thể hỏi liên hệ kể cả trên trang cá nhân anh em, trên trang của hội anh em đưa lên rất là nhiều. Cái này thì nó có dạng loại dành riêng cho bà bầu. Cái canxi này có một cái hay là gì, thứ nhất là nó chó rất dễ hấp thụ, cái thứ hai nữa là gì, nó có thừa, tức là mình cho ăn nó có quá chẳng hạn thì nó cũng không bị tích tụ lại. Bởi vì nếu như các bạn cho ăn canxi bình thường ấy mà nó tích tụ lại ở đầu khớp ấy, mà nó thừa canxi thì con chó nó sẽ bị đau, nó đau chân, đau ở các khớp này, thì con chó thậm chí nó cũng không đi được, nó rất đau đớn. Nhưng mà đây trong cái hàm lượng cái loại này thì nó lại giúp cho là gì, nếu như nó không hết nó đẩy ra ngoài thì nó không sao cả, nó không ảnh hưởng đến con chó. Thế nên là cũng là một cái điều mà rất là lợi thế khi sử dụng cái sản phẩm này. Mình thấy cái sản phẩm này là hay, thế nên là mình lưu ý anh em, tức là mình dùng mình thấy nó hay thì cũng chia sẻ lại với anh em dùng thôi, chứ mình không quảng cáo bán hàng nhé, mình không bán hàng. Thế còn ăn uống thì lưu ý một chút là gần đến những ngày cuối thì gần như nó cũng không ăn nhiều đâu, bạn cố gắng để ý xem nó thích ăn cái gì thì mình phục vụ cái đấy thôi. Vì giai đoạn cuối thì tại sao lại phải như vậy, vì là nếu như chó bình thường thì không ăn thì ta bỏ ra cho con khác ăn ngay, nhưng mà những con chó nó mang bầu thì những giai đoạn này thì cố gắng là gì, là nó không ăn cái này thì mình cho ăn cái khác. Thế còn tầm từ 5-8 ngày trở lên ấy thì các bạn phải lưu ý rằng là một cái dấu hiệu mà để báo hiệu chó nó đẻ thì báo hiệu các bạn nó để ý mà thấy nó hiện tượng nó cào mổ, nó đi lại nhiều, rồi nó tức là nó đi tìm cái chỗ chú cái chỗ kín ấy nó lấy nhiều ạ, thì đấy là cái dấu hiệu mà khi chó nó sắp đẻ. Thì cũng phải lưu ý anh em rằng là chó mà thường nó bỏ ăn thì nó sẽ đẻ, một số con thì nó sẽ ăn đến lúc đẻ, nhưng mà tới 90% khẳng định với các bạn luôn, bỏ ăn đái dắt, tức là ra cái đái xón tí là sắp sửa đẻ rồi đấy. Thì trên đây là cái chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình về trong chăm sóc. Thì có thể là một số anh em khác có những cái chăm sóc tốt hơn, nhưng mà vì nhiều anh em hỏi là anh nuôi chó sinh sản thì anh chăm sóc cái dinh dưỡng cho chó mang thai là như thế nào, thì mình phải nói luôn các bạn là
nó phải tùy theo con chó. Ví dụ như đấy, như mình ở đây thì mình thường hay cho ăn thịt gà này, thịt bò vụn thôi, chứ còn bò kia nó thật các bạn là không có tiền mua, làm sao có tiền mua thịt bò ngon được, bởi vì mấy trăm nghìn cân thì chỉ mua bò vụn thôi. Bò vụn ở đây nó bán có 70-80 nghìn một ký thì cho ăn được. Với hai nữa là gì, mình hay sử dụng thêm nữa đó là gì, là cái xương sụn của cá hồi, cái xương của con cá hồi ấy, cái xương của cái đầu của con cá hồi cực tốt. Nếu như chó mang bầu, kể cả chó tập đi thi, kể cả chó bạn nuôi chơi này, mà mua được cái xương của cá hồi về mình xay ra thì tuyệt vời. Đó là một là cái hàm lượng đạm cũng như là bổ sung cái lượng canxi, rồi nói chung là sử dụng cái đấy con chó ăn rất là ok, bóng lông và nó cảm thấy nó mượt mà lắm. Nói chung là mình rất hài lòng cái xương cá hồi. Thế còn đi thì chỉ lấy sử dụng ba cái thực phẩm chính thôi. Một là gì, trứng, hai đó là thịt đó, và ba nữa đó là gì, là cái xương cá hồi. Còn những cái thứ cá khác thì nó thật sự như này, nó tùy theo từng anh em. Ví dụ như là nó điều kiện từng nơi. Một cái điều ấy, khuyên anh em như này nhá, ta không lên cho nó ăn cái xương của hàng phở ấy, là mình ăn xương thừa mình cho nó ăn. Bởi vì các bạn phải hiểu một điều này này, các bạn nghĩ là cái gì, là cái xương đó thì nó cho ăn, nó bổ sung từ canxi, nó thật các bạn, nó xương nó linh ra rồi thì làm gì còn cái gì. Thế còn cái miếng xương nó còn lại đấy thì nó có thì cứ gọi, có thể nó là canxi, nhưng bạn phải hiểu là này, canxi nó có ở cái trạng gì. Ở đấy nó lây, nó là canxi kết tủa thì nó khác gì đá vôi đâu. Mà nếu mà nó ăn đá vôi mà nó hấp thụ được thì có gì phải cho nó gặm xương, lấy vôi đá cái kia nghiền nó ra thì nó cũng là canxi đấy. Thế nhưng mà ăn cái đấy nó có hấp thụ được không? Hay là ăn vào lại hiểu phân là táo bón, xong rồi đi dọn phân nhiều cho nó mệt. Thì trên đây là những cái, trên đây là những cái chia sẻ cái kinh nghiệm của mình trong việc chăm sóc chó bầu. Thì có thể là nhiều em mỗi anh em có cách chăm sóc khác nhau, nhưng đây là cái cách mà cá nhân mình chăm sóc thì cũng chia sẻ lại với anh em. Thì hy vọng rằng là có thể giúp cho anh em điều chỉnh được trong cái quá trình chăn nuôi của mình, làm sao cho nó đối với con cún nó được tốt. Thì hy vọng rằng là anh em chăm sóc tốt cún của mình. Nếu như anh em có điều gì mà muốn cần chia sẻ thì anh em cứ comment ở phía dưới, mình sẽ sắp xếp làm cái chương trình chia sẻ với anh em. Anh em thấy video mà mình chia sẻ mà cảm thấy hữu ích cho anh em, anh em chia sẻ nhiều video cho nhiều người cũng biết đến. Anh em để ủng hộ mình có thêm cái động lực làm những video tiếp theo, thì anh em hãy bấm vào đăng ký kênh và bấm quả chuông để theo dõi được những cái video mà mình bút lên sớm nhất. Xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo.